Sáng ngày 24 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận đề nghị truy tố ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát cùng các bị can khác về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, đến nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định lợi dụng quy định cho vay, hợp đồng chuyển nhượng, ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích cùng những người có liên quan đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo Điều 201 Bộ Luật Hình sự 2015 nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo quy định pháp luật có giá trị thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an làm rõ, khi chủ tài sản băn khoăn, lo lắng về việc vay tiền, nhưng phải làm hợp đồng chuyển nhượng thì các đối tượng đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín, tiềm năng tài chính, ký các cam kết bán lại, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng làm rõ, khi chủ tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận các đối tượng thì dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cáo buộc, trong thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020, ông Trần Quý Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại với tổng giá trị là 767 tỷ đồng.